Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Quay trở lại tiếp tập tiếp theo của Sinh Tồn Trên Rừng. Thì ngày hôm nay thì có em này về hộ bản thân cũng như là tất cả. Bây giờ có ba anh em thì sẽ tối nay sẽ làm lều ngủ ở đây mọi người. Thì trước clip trước ấy đã có làm với cái lều rồi nhưng mà chưa xong. Thì bây giờ sẽ tiếp tục làm tiếp và tối nay sẽ ngủ đây và chắc chắn được rằng tối nay cũng như là có những món ăn gì cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng ăn nhé mọi người. Tất cả mọi người nha. Thì sau một thời gian này mọi người đã làm xong cái nơi ở cũng như là nơi để mà ngủ qua đêm. Thì bây giờ em sẽ lên cho mọi người xem. Đây là chính là cái cầu thang này mọi người. Cái cầu thang này lên là từng bậc. Đó, từng bậc như này lên nhá. Sau đó lên ở đây là mọi người xem. Bên trên này. Cho mọi người xem cái bếp nhá mọi người. Cái bếp ở trên này luôn. Đây mọi người. Sau là tối mình sẽ ngủ đây và nấu cơm ở đây, có cái song huyền thoại đấy, cái song cổ đấy mọi người. Đây hai anh em phụ đây mọi người, hai anh em phụ để làm đây mọi người nhá, Quẩy với lại Châu nhá mọi người. Mọi thế thì bây giờ cũng là tầm gần 5 giờ chiều đó mọi người, nên là bây giờ sẽ cùng với mọi người sẽ đi tám và đi bắt ốc để mà chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay nhá mọi người nhá, rồi cùng với lại theo dõi hành trình của bọn em nhá. Xin chào tất cả anh em nhá. Thì bọn em cũng vừa mới tắm xong, mọi người đang tắm, bọn em tắm xong thì bây giờ cũng ở trên này mọi người xem, ở trên cái lán ở trên này thì làm xong rồi. Nên là bây giờ sẽ vào cái suối này, cái suối hôm nọ bắt cá ở đây nhé mọi người. Thì mình sẽ nhặt ốc, hôm nọ thì bắt cá thấy ở dưới này nhặt nhiều ốc lắm. Nên là anh em sẽ đi xem ốc ở trên này, em đi nhặt xem ốc ở trên này và anh em nhặt về, chủ yếu là đập ốc về làm bữa tối với mọi người ạ. Đây mọi người xem à, cái suối này không to mấy đâu mọi người. Tối nay mình sẽ kiếm ốc, kiếm cả cua ở trong này mọi người. Có ốc nhiều không? Có ốc anh ơi. Đây xem này. Đây mọi người xem này. Đây mọi người, những cái con ốc này, những con ốc vàng ấy mọi người ạ. Những con ốc vàng này. Đây nó còn đám này, đám kiếm. Nó đám đời này. Phải tìm ký vào, nếu không thì không đủ, không đủ ăn đâu. Xem ở bên này nhé mọi người. Ê, nhiều kiến cán thế. Hết chưa, chỗ này hết chưa? Còn này đây, đôi này. Ôi, còn đang ra phối luôn. Cái đoạn này, mất đi này. Mọi người cầm mấy con ốc vàng này cho mọi người xem đấy. Đây, đốn vác ốc vàng như này. Sau đó là mình lấy con ốc vàng này, mình đập về. Đây như là vẫn còn ra đấy. Đây này. Đây ở ngoài bờ, ở đây bờ suối này còn này. Mình nhận về cho mình bỏ vào, mình đập ra để mà mình ăn nhé. Mình sẽ làm chấm muối ớt nhé, ở trong rừng ấy mọi người. Anh em cũng vừa mới tám ở dưới này xong. Ở kia ở chỗ nước to này cũng có đấy. Chắc là bám hết cả nó màu bò ra mấy. Nên là bám. Như là trong này nhiều này. Ở đây, đây con này. À, đây. Rất là nhiều đâu mọi người ạ. Ở bên này đấy. Rất là nhiều ốc. Ừ, nhiều to nhỉ. Để cho cái này con này vào. Nhiều lắm. Nhưng mà nhặt đủ ăn rồi được. Mà đây dưới một con này. Mọi người ấy, thì mọi người xem này, cái ốc này nó ấy luôn cái lá này, khó làm đứt lắm, nó ấy là cái lá này. Ở dưới cái hồ này có nhiều lắm, chưa hết được đâu, nó vào bên trong hòn đá ấy, bên dưới này. Đây. Bên này mà còn nó nhỉ? Thôi còn cũng chả ăn nữa đâu. Bắt xem nào có được con cá nào không? Em nên là trên này xem có con cá nào tối làm bữa cho ngon. Chứ ăn ốc không thì nó cũng chả ngon đâu mà. Bây giờ xem là có con cá không. Đi cho này nước như này phê nhỉ. Bây giờ kiếm thì nó hơi. Bây giờ thì chủ yếu là có ốc thôi, còn cua thì không có. Bây giờ con cua to thế. Ui. Man. Con nào mọi người, nào mọi người xem là con cua này, con cua ở trong suối này. Em cho vào túi này. Tí làm. Ui. Con mất rồi. Okay. Cua mất rồi. Sẽ chủ yếu là bây giờ xem có cá không nữa. Có cá nó mới ngon. Mọi người xem ở trên này, ngày bờ suối này. Có cá. Đây xem cá gì. Bắt khó đấy, bắt hơi khó đấy. Đấy con cá này đen đen rồi. Đen. Bắt thử. Thật đấy, nó mà bay sang ở chỗ nước to thì khó bắt đấy. Mấy con này, ui. Hai con này.
Cá gì đây, cá gì đây? Ui, mắt khó nhỉ. Con kia bay lên kia rồi chứ. Cho xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Đây, mọi người ơi, khỏe lắm. Cho mọi người xem cái con cá này nó trần lắm. Bắt thêm. À. Cái này cá gì nhỉ mọi người nhỉ? Biết cá này cá gì luôn. Ôi, 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 ôi. Đây, đây, cho vào túi nè. Cho vào túi mà thể luôn đi. Cho vào túi luôn. Mình cái lại ốc luôn. Biết còn nhỉ? Vừa đấy đang cho mọi người xem cái cây mấy cái quả này, này. Mấy cái quả này. Mấy cái quả nó bé này. Không biết kiểu, không biết quả gì nữa. Xem nào con nó. Nào cá nhỉ? Ở bên này nước chảy xiết, làm sao bắt được thì khóa nó. Chỉ ở mấy cái chỗ hồ nước bé bé này thôi. Ui, cho này hình như có gì đấy. Có cá. Ui, ui. Ừ, bỏ cái hòn đá này ra khi có cua có cá đấy. Bỏ hòn đá ra từ từ nhé. Ui, cá. Phê đi. Trời ơi, quá phê luôn. Quá phê luôn mọi người ạ. Ui, ui, cá đây này. Cá này. Bay nhanh lắm. Đây, đây, đang dưới đây. Được ạ, ấy không cho nước vào trong này thế nào. Ui, có cua này. Ui, cua. Ui dồi, tối nay chắc là phi lắm nhở. Đấy, bảo rồi mà. Mà bên trong này có cua mà. Phi đấy mọi người. Cho hòn đá lên là có cua ngay. Thề luôn, tối nay mà soi ở cái khe này có cua nhiều lắm ấy. Đây, cho rồi đấy. Ui. Nhanh thế. Còn nó còn. Ui. Con cá này phê. Ui, con cá này cá gì đấy? Cho cua vào đây cho tí nó cán hết cá đi. Không sao đâu. Không sao. Một lúc thôi mà mình còn một lúc thôi mình ăn. Vừa đấy hình như có nhiều mà. Ơ, con đấy. Vừa thấy bãi đây mà. Chắc là vào hòn đá này. Ôi thì bây giờ cho cá hết vào cái bên trong cái ấy đó nhá. Cái chai đi. Một quả bát cả được một con ếch nữa. Cua thì mình cứ để ở bên trong này. Cua thì mình cứ để ở bên trong cái ốc này. Lát nữa mình ấy sao. Cá này không biết làm kiểu gì đấy. Thế rồi, bây giờ mình lên ở trên này để mình làm ốc đã. Để làm ốc ở đây đã. Bây giờ mình sẽ đập nhá mọi người nhá. Đây mọi người ạ, toàn bộ ốc này. Có cái con ốc gì mà to thế? Ốc này ăn được không? Ốc gì mà to đấy mọi người ạ. Đây là ốc rất to luôn mọi người xem. Ốc cực kỳ to luôn. Con ốc này thì làm bữa ngon đấy. Khá là ngon. Đây toàn bộ này. Toàn bộ ốc này. Bây giờ sẽ đập như này. Thịt to, thịt của nó như nào? Thịt rất to. Thì cho một sau một cái gian là mọi người xem cái con ếch này. Con ếch này đạp đấy chuẩn bị chạy rồi mọi người. Đã mổ rồi mọi người. Đã mổ hết rồi đây này. Đã mổ hết rồi nó chạy này mọi người. Bây giờ thì chuẩn bị rửa lại rồi mang đi luộc rồi chấm mới hết thôi mọi người nhá. Đấy thì mọi người xem này đang ở trên này nấu rồi mọi người nhá. Và cho mọi người xem một chút xem này. Cho mọi người xem một chút nó đang sôi. Mình lại chờ đợi tí nữa là ăn thôi mọi người. Cá thì đang cá đâu đấy? Cá đang ở đâu đấy? Cá chưa nướng á? Chưa. Hay là chín rồi? Chín rồi, chưa chín. Rồi mọi người nhá, mọi người tí nữa chờ đợi tí nữa chắc là phải ăn mời mọi người ăn cùng thôi nhá mọi người nhá. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi mọi người ạ. Chào mọi người nhá. Thì mọi người xem này. Cũng là nấu xong rồi, bây giờ thì trời tối rồi thì bây giờ chuẩn bị ăn tối, anh em chuẩn bị ăn tối thì mời tất cả mọi người cùng ăn cùng nhé. Đây là cái nước chấm anh em làm ở trên ở trong rừng đấy mọi người. Cái bên này thì mọi người đây là con cua và bát được ấy, mọi người xem. Và con ếch này ngon không nhỉ? Thôi ăn đi. Thôi mời tất cả mọi người ăn tối nha. Ngon lắm ấy. Mời tất cả mọi người ăn cùng nha. Chấm đây là muối ớt này. Phì lắm. Mời mọi người nha. Ngon rồi đấy.
Thật sự lâu lâu mới ăn như này ngon thật. Thử thử với con cá nha mọi người. Ui giời, trong rừng như này lâu lâu phê lắm mọi người. Mới là mọi người ăn cá này. Bây giờ thì trời tối ở bên nào, ở bên bên, bên trên này có con cú mèo này. Mấy là mọi người nhá. Đây, mấy là mọi người ăn cùng với em nhá. Mời mọi người ăn ếch nhá. Mời mọi người ếch nhá. Ui. Nhìn không ăn là không được. Ngon thật đấy. Vừa cay cay nữa nhỉ, ngon thật. Này, mọi người. Ngon thật sự luôn. Rất là phê luôn mọi người ạ. Cá thì mình không dùng cái gì hết, mình chỉ dùng toàn dùng tay thôi mọi người. Không mà gì ngon hơn cái này nữa. Em ơi này. Ngon thật sự luôn. Cảm giác sướng nhỉ? Đi đường cảm giác. Đi sinh tồn á, có ăn đồ ăn đây này thì sướng rồi. Không có cái gì thì lại nhịn đói. Thật đấy. Cuộc sống sinh tồn nó thế. Ngon nhỉ. Đi theo suối như này nhiều nhiều thứ ngon lắm. Ngon. Thử miếng mà. Sao thử ếch đi anh. Thử mời tất cả mọi người thử một miếng ếch, thịt ếch xem như nào nhé. Ếch này thì không biết là gọi là ếch gì nữa. Em thì gọi là ếch gì ấy. Mời tất cả mọi người nha. Đây mọi người này, cái đùi ếch kìa. Ngọt thật đấy mọi người ạ. Rất là ngọt luôn. Lấy đi. Lấy bằng tay luôn. Đi sinh tồn, quan trọng gì. Cái ếch này nó thịt hơi cứng nhỉ. Chắc chắc nhỉ. Ui, xả thì ngon thật đấy. Xả bừa hái ở dưới rừng á. Nhưng mà cái ốc này thật sự, ốc này chấm vào cái này xả, ngon thật đấy. Xả ngon thật nhỉ. Ngon hơn cá ấy. Cái tôm sáng mai khi mình ăn tôm thôi đấy, mới chia nhau mọi người một tí thử xem con tôm như nào mà sáng mai nếu mà mình thử con cua rồi, con cua cứ nhầm mọi người nhìn thấy bằng vàng cứ nhầm là con tôm này. Mời mọi người thử nha. Ngon nhỉ, thật sự rất là phê luôn mọi người ạ, cực kỳ thích luôn. Ăn cái cái gì nhỉ? Cái ốc này ngon nhỉ? Thật ra lâu lắm không ăn ốc rồi ấy. Nhưng mà ốc này chấm vào cái vị sả rất sả. Vị sả này rất là ngon luôn. Ăn đi. Nó chảy đi. Anh chỉ muốn cá đây. Nhai luôn đi. Anh muốn cá đen đen đấy. Cá này cũng khá là ngon. Lấy tay luôn đi. Lấy tay cho nó chất trong rừng thì chất. Có cái gì đâu mà không lấy tay. Chất lượng. À vừa nãy không quên mất không thử mùi vị của con tôm, à con cua. Mời mọi người nhá. Ngài mời nha. Mời em. Ngon thật sự luôn. Hình như là con là ngon hơn giáo. Cái con gì nhỉ? Cái con cua này, cái gì nhỉ? Cái này ngon hơn sao ạ? Ốc á. Con ốc ngon đấy. Có cá chắc chắc này. Mình thử miếng cá xem nhé. Mời ăn đi. Đây này, người nhá, mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người ăn cùng nhá. Miếng cá này thì thật sự mà bây giờ thì trời rất là tối. Bây giờ chỉ trong rừng kìa. Mang em như này thì hy vọng là mọi người xem cái clip này nếu mà ủng hộ một chút bằng đấy cho anh em nhá. No luôn đấy, phê thật. Quá là phê luôn. Sinh tồn có một bữa như thế này là ok rồi. Thưa mọi người ấy thì thật sự mà anh em cũng đang ăn sắp xong rồi. Nên là có lẽ là clip này em tập dừng clip tại đây. Và nếu như mọi người thấy clip của em hay thì đừng quên
ấn like và đăng ký, tạo những cái điểm động lực cho bản thân em nhé. Mời các bạn tiếp tục đón xem những cái tập tiếp theo của bản thân em. Và chào mọi người. Bye bye.